Đó, cái con hồi nãy nè, giúp. Lê Quang Vinh Vinh, đó. Chào Thẹo nhé. Cái con hồi nãy á, đúng cái con hồi nãy không? Rồi con này nó sẽ ăn mồi xong nó sẽ đi lên. Đi lên kiểu sẽ đi xét con mèo rồi nè, cho nó biết mình đi kiểu như là ngớ 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 ngẩn. Rồi sẽ đi lên Gia Farm, hello, chào Gia, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Đó, mày nó đang ăn mồi đó, nó đưa đầu qua đây thì cũng cũng khá đó. Giờ làm sao để giữ con đá cho nó đưa đầu qua mình nè. Rồi rồi. Con đá thì nó cũng ham ăn mồi thì kiểu xí đứng đây kiểu đợi nó. Ngoài đi ăn mồi chậm chậm vậy đó. Chờ nó. Nguyễn Ngọc Dầu, con nhỏ nhà kế bên thích mình cố giờ phải làm sao kẹo? Con nhã nhẹ kế bên thích mình quế giờ phải sao kẹo à? Một phát đi luôn. Ôi, một phát đi luôn. Ngẫm nè. Ăn mồi tiếp. Nữa nè, chui xuống nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Để mắt không anh em? Phải để luôn á. Rồi hút mồi lụm ít giờ mâm cho cái ít 10 lụm cho lên 5 triệu rồi cá luôn. Đó, để mắt chưa? Bùi Dũng, hay. Đó, được anh Dũng. Rồi, đỡ miếng mồi cho nhữ đó, cho con kia nó vừa chui xuống, lát cái đầu xuống, chứt nè, đó. Đó, thấy chưa? Rồi, đỡ cho con kia, nó đỡ cái miếng mồi cho nó vô nó ăn nè, đỡ cho miếng mồi nó vô nó ăn nè, đó, chui vô ăn nè. Rồi, kìa sẽ đi chậm nè. Rồi, đi chậm cho nó biết mình chơi dở á. Rồi, mình phản ứng nhanh lị luôn, đó, thấy chưa? Quốc Minh, đi tạt thì giữ mạng không được lâu. Thấy không? Bây giờ các cái lý do mà các người lâu lâu thấy kẹo di chuyển mấy cái phe vớ vẩn á, rồi mấy anh chị có thở là vô là binh rồi chưa, binh được kẹo được chưa, nói hồi vậy là hồi thằng này chưa thấy kẹo nó tạt rồi đúng không? Mày đừng có bốc phát. Làm pha cơ bản đi anh. Cơ bản đúng không? Rồi con kia nhả kia nó ngẫm rồi này, cơ bản hay nâng cao nữa kìa, coi thứ ấy nè, nâng cao là ở sau ủi tới nè, đó thấy không? Nice. Gọi là nâng cao. Con kia nó ngẫm rồi kìa. Ui, up đi con này á. Trời ơi, con điên ơi. Như ví dụ như con này nè, đó, dễ đà đi chậm nè, đỡ móc ngược nè, như con điên nè, đó. Bày dấu án cho ăn điên luôn nè, đó, thấy không? Nguyễn, dày không xem like rồi. Thấy không, bày dấu án cho ăn điên luôn á. Ở trên kia con màu đá nào á, đá nào ghê gì ta? Phan Hằng, chào kẹo. Hello Phan Hằng nha. Rồi. Nó khó biên rồi, nó chạy ngược về mình vậy trời. Còn hâm nó bị cuốn hả? Bị cuốn kiểu đứng đây cho nó chạy ra nè. Một là nó chạy ra, còn hâm là không, còn hâm là nó bị cuốn rồi, bắt buộc là nó chạy ra rồi, đúng không? Mày chạy ra thì anh em phải thấy biết làm sao rồi. Rồi ghê chưa? Đúng không? Một là chạy ra, còn hâm là bị cuốn thì bắt buộc phải chạy ra, còn đứng canh đó luôn. Làm miếng mồi này nè, chờ con mèo kia nó chạy xuống nè, đứng say say mà nó thấy cái miếng mồi nó nhảy qua rồi, nó thấy miếng mồi nó nhảy qua. Trời ơi, không kịp phản ứng, không kịp phản xạ luôn. Con nó còi nó không kịp phản xạ luôn, không kịp né luôn anh em. Một móc nè. Ăn mồi là một móc mà. Ui nó lụm được tăng tốc rồi. Lụm được tăng tốc rồi, đi tiếp nữa rồi. Con này nè, giúp bút nó luôn, em ăn làm luôn. Nó chui xuống nè. Rồi móc luôn. Móc luôn nè, ăn mồi là móc luôn á. Móc luôn. Trần xanh xuống nè, nó nhào quay lấy đất hốt luôn không? Nó có nhèo rồi đâu, nó đi trong thân đó à, đi chắc vậy sao tạt được. Rồi hốt luôn rồi được rồi á. Lập cái hút rồi, nhông 7 ngon à. Nhông 7 mới liều tạt luôn hết chứ. Rồi Quỳnh Chi ăn mồi để luôn. Quỳnh Chi ơi, đi gần kẹo ăn mồi để luôn á nha. Rồi con nhã này ra dưới nó chạy lên hốt luôn. Để các đường đó mình chạy. Nó chui vô nè, đó, chui vô. Chết bè ơi. Hết chỗ đầu, mất tiêu rồi. Thôi nghỉ anh chị ơi.